Năm 2017, với danh nghĩa là quyền giám đốc chi nhánh của một công ty chứng khoán, ông Phan Hoàng Nam lập ra công ty Noben Global để tổ chức các khóa học. Sau một thời gian, ông Nam giới thiệu hình thức đầu tư chứng khoán phái sinh với mỗi hợp đồng trị giá 18 triệu đồng và cam kết trả lợi nhuận từ 2 đến 4% một tháng. Tổng số tiền huy động là hơn 71 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đều chuyển cho ông Nam quản lý và giao dịch, nhưng không hề có một hợp đồng chính thức nào được ký kết. Cái gọi là cái hợp đồng rõ ràng giữa hai bên, nhưng mà mỗi lần nói tới hợp đồng là Nam nó thái thoát, nó lại đưa ra những cái vấn đề khác. Là mỗi ngày luôn, ảnh đánh phái sinh, mỗi ngày ảnh sẽ trình bày cho Đoàn biết là hôm nay lời bao nhiêu, ngày mai lời bao nhiêu, ngày mốt lời bao nhiêu, mỗi ngày ảnh đều show ra cái lệnh ngày nào cũng có lời hết trơn á. Rồi sau 3 tuần là ảnh tổng kết lại là lợi nhuận của mỗi người bao nhiêu, ảnh sẽ chuyển khoản cho từng người như vậy. Cho nên ngay từ đầu ảnh cứ làm vậy, mọi người có lòng tin. Thì giống như thời gian đầu chỉ có mấy người tham gia thôi, thí dụ một người tham gia chừng 10 hoặc 20 hợp đồng thôi, xong từ từ tạo cái niềm tin, cái thời gian dài sau bắt đầu mọi người mới nộp vô từ từ. Nhóm nhà đầu tư cũng cho biết ông Nam chỉ dùng 18% số tiền mà nhà đầu tư góp để đầu tư chứng khoán phái sinh, còn lại mang đi đầu tư vào sàn Forex ở nước ngoài, lời lỗ như thế nào thì không rõ. Số tiền còn lại là nó đưa vào Forex nó đánh và nó làm những chuyện khác mà mọi người không hề biết, và nó cũng không hề thông báo cho tất cả ai, trong khi cái cam kết giữa mọi người là nó phải báo cho mọi người biết, và khi mà lỗ như thế nào thì tất cả đều có cái cam kết với nhau hết. Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Hoàng Nam phủ nhận những thông tin từ phía các nhà đầu tư và cho rằng mối quan hệ này là tự nguyện, việc đầu tư là do được ủy thác. Thì hoàn toàn ở đây là tự nguyện, không có ép buộc một chút nào cả, không có cam kết gì hết anh. Ngay cả hợp đồng còn không có. Vậy nếu nhà đầu tư nói như thế, hãy cho Nam thấy rằng có một cái văn bản nào đó được ký kết giữa người ủy thác là nhà đầu tư và người nhận ủy thác là Nam. Trao đổi về vấn đề này, luật sư Trần Minh Hải cho rằng, trước hết cần xác định chỉ có các công ty quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép và quản lý mới được thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư. Do đó, việc ông Nam lập hợp đồng để đầu tư chứng khoán phái sinh và cam kết lợi nhuận là không đúng quy định. Qua cái mô hình như vậy thì thấy các bên đã lách ra các cái giới hạn, các cái hành lang pháp lý và tiến hành hoạt động chuyên nghiệp không khác gì một công ty quản lý quỹ. Đây là một cái dấu hiệu mà không thể nói là đúng pháp luật được. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang tiến hành điều tra. Theo các luật sư, cần phải làm rõ cam kết giữa hai bên để xác định đây là vụ án dân sự hay hình sự, dựa vào việc có động cơ và thủ đoạn trong việc dẫn dụ để chiếm đoạt tiền từ các nhà đầu tư hay không. Còn đứng góc độ các nhà đầu tư, vụ việc này cho thấy nếu tham lam kỳ vọng vào lãi suất hứa hẹn mà không để ý đến các yếu tố pháp lý thì rủi ro là rất lớn.